Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kênh Y Lực Sống của tôi. Mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 10 từ câu 1 tới câu 9. Của ngày thứ 6 tuần lễ thứ 3 mùa thường niên và bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa chọn thêm 72 người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước người đến các thành và các nơi mà chính người sẽ tới. Người bảo các ông rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của người. Các con hãy đi. Này thầy, sai các con như con chiên giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền bao bị giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào trước tiên các con hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đang được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ. Khi vào thành nào mà người ta tiếp đón các con hãy ăn những thức ăn người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng nước Thiên Chúa đã gần các người. Các bạn thân mến, Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng hôm nay đã nói với dân chúng về một trải nghiệm rất gần gũi với cuộc sống của họ. Là một người gieo lúa xuống đất, hạt nảy mầm và lớn lên. Đất từ nó sinh hoa trái, trước là cỏ, sau là bông, rồi đồng đồng với lúa mì. Tin Mừng Thánh Marco chương 4 từ câu 26 tới 28. Thưa các bạn, với những lời nói này, Chúa Giêsu đã đề cập đến vương quốc của Thiên Chúa. Một vương quốc bao gồm sự thánh thiện và ân sủng, sự thật và sự sống, công lý và tình yêu hòa bình. Vương quốc này trước hết phải là một vương quốc thực tại trong mỗi người chúng ta và được đi vào trong lòng thế giới. Thưa các bạn, qua bí tích rửa tội, Chúa Giêsu đã gieo ân sủng, sự tốt lành và chân lý của Ngài trong tâm hồn của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Bổn phận của mỗi người chúng ta là làm sao để cho hạt giống này được lớn lên sinh hoa kết quả bằng những việc lành khác nhau như phục vụ và bác ái, nhân hậu và quảng đại, lẫn hy sinh. Nhưng thưa các bạn, để sư vụ rao giảng về nước trời được hoàn thành tốt đẹp, đòi hỏi trước hết mỗi người chúng ta phải luôn kiên trì cầu nguyện, tha thứ, cảm thông và sống tinh thần lạc quan theo Chúa Kitô đã dạy chúng ta. Nằm trong ý nghĩa đó, Thánh Ambrosio, Thánh Milano đã viết như sau: chúng ta cũng là những người gieo hạt giống Chúa Kitô trong khu vườn tâm hồn của chúng ta, và qua các nhân đức mà chúng ta thể hiện sẽ làm nảy nở tỏa hương thơm hạt giống. Vì vậy thưa các bạn, vương quốc của Thiên Chúa trước hết phải được bắt đầu từ trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, sau đó sẽ được trải rộng đến các gia đình, xã hội và thế giới chung quanh. Thế những ai sống với một tâm hồn đích thực ngay chính như vậy, thì sức mạnh của ân sủng, của ánh sáng và chân lý sẽ thâm nhập không những trong tâm hồn người ấy, mà còn có sức tỏa lan tự như ánh sáng soi dẫn lối đi mọi người đi đến mục đích cao cả. Đó là lời của Thánh Gregorio cả. Thưa các bạn, người gieo giống ra đi gieo lúa trên ruộng mình. Hạt giống lúc ban đầu trông rất nhỏ bé, như hạt cải. Nó nhỏ hơn bất
kỳ loại hạt giống nào được gieo xuống đất. Nhưng mỗi khi đã gieo vào lòng đất rồi, nó mọc lên và lớn lên, to lớn hơn mọi loại rau cải khác. Tin mừng Thánh Marco chương 4, từ câu 31 tới 32. Cũng vậy, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ lan rộng và phát triển với một sức đáng kinh ngạc. Như chính Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từng nói, sức mạnh của hạt giống nằm trong sự nhỏ bé yếu đuối của nó. Vương quốc của Thiên Chúa cũng vậy, nó như một thực tại nhỏ bé mang tính nhân bản, có nghĩa rằng bao gồm những người có tâm hồn nghèo khó, đơn sơ, những người không chỉ sống vì sự yếu đuối của mình mà còn cậy nhờ vào sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa. Và hôm nay, thưa các bạn, cùng với giáo hội chúng ta mừng kính lễ hai thánh Timôthêô và Tito. Thánh Timôthêô sinh tại Lystus, miền Bithynia, Thổ Nhĩ Kỳ. Cha ngài là một người ngoại giáo, còn mẹ ngài theo Do Thái giáo. Nhưng sau đã trở lại, theo lời truyền tụng thì thánh nhân đã tin vào tin mừng nhờ lời giảng dạy của thánh Phaolô tông đồ trong cuộc du hành thứ nhất của ngài. Khi đến lần thứ hai, thánh Phaolô đã chọn ngài làm phụ tá và ngài theo thánh tông đồ đi rao giảng khắp miền Tiểu Á, Macedonia và Hy Lạp. Ngài được đặt làm giám mục coi sóc giáo đoàn Ê-phê-sô. Thánh Phaolô đã đặc biệt nâng đỡ, chỉ dạy và khích lệ ngài trong nhiệm vụ coi sóc đoàn Thiên Chúa qua những bức thư gửi cho ngài. Nhân một buổi lễ tế dâng kính thần Diana của dân thành Ê-phê-sô, ngài đã công khai chỉ trích về chính ngài bị dân chúng bắt và ném đá vào ngày 24 tháng Giêng năm 97. Thi hài của ngài được giáo dân đem chôn ở đỉnh núi gần đây. Còn thánh Tito cũng trở lại đạo nhờ lời thánh Phaolô và được chọn làm cộng sự viên của ngài, chia sẻ mọi công việc tại Corinto và tại Creta. Vì lòng nhiệt thành và trung tín trong việc rao giảng tin mừng, ngài đã trở nên bạn nghĩa thiết của thánh Phaolô. Chính trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto chương 4 câu 6, thánh Phaolô đã viết khi còn ở Troas đã thú nhận điều này. Nhưng Thiên Chúa đứng ban an ủi cho những người cùng khổ, đã đến viếng thăm chúng tôi qua sự đến thăm của Tito. Ngài được thánh tông đồ sai đến Corinto với sứ mạng đặc biệt là quyên góp tiền để an ủi và giúp đỡ giáo dân Do Thái. Ngài đã hoàn tất sứ mạng một cách hết sức khôn ngoan. Ngài cũng đã hướng dẫn vị tông đồ đến đảo Creta và sau cùng ngài được thánh Phaolô đặt làm giám mục tại đây. Vì thập giá Đức Kitô, ngài đã phải chịu nhiều khổ sở cùng cực đối với dân Dalmatas. Sau cùng ngài đã kết thúc cuộc đời trong tay Chúa hưởng thọ 94 tuổi. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn có thêm được một ngày mới được tràn đầy an vui.